Bài trước mình đã tìm hiểu về giảm mũi đang, bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cách tăng mũi nha. Có rất nhiều cách để tăng mũi khi đang một mảnh. Thường thì mình sẽ dùng 3 mũi này nha: mũi KRL, KFB và KLL. Đầu tiên là mình sẽ nói về mũi KFB. Chúng ta sẽ đang tiếp theo công thức nha. Tiếp theo hàng 29 có mũi KFB. KFB là viết tắt của từ này nha. Có nghĩa là chúng ta sẽ đang ở phía trước, sau đó đang ở phía sau của cùng một mũi. Bây giờ mình sẽ làm thử nha. Đầu tiên là K1, trượt mũi đầu ra. Tiếp theo là KFB. Đâm kim đang như K bình thường, đâm ở phía trước, vắt len. Nhưng mà chúng ta sẽ không trượt mũi này ra nha, mà sẽ xoay kim ra phía sau và đan thêm một lần nữa ở mũi đó luôn. Đâm kim qua như thế này. Sau đó là vắt len và đẩy mũi đó ra khỏi kim trái. Các bạn nhìn thử nha, một mũi đã được tăng thành hai mũi. Tiếp theo chúng ta đan K2, hai mũi K. Một mũi, hai mũi. Mũi tiếp theo là KFB nha. Chúng ta sẽ đâm kim theo hướng mũi K, vắt len. Sau đó không trượt mũi này ra mà xoay kim ra phía sau, đâm lại qua mũi này một lần nữa. Vắt len. Sau đó đẩy ra khỏi kim trái. Chúng ta đã xong mũi KFB thứ hai nha. Bây giờ còn một mũi cuối cùng sẽ đan K1. Sau khi đan xong hàng này, chúng ta sẽ có 8 mũi nha, tăng thêm được 2 mũi. Xoay qua mặt trái để đan hàng tiếp theo. Hàng này tất cả các mũi đều đan B nha. Khi tăng thêm mũi thì hai phần sườn hai bên sẽ hơi xéo ra một chút nha. Tiếp tục đến hàng số 31. Mũi đầu tiên K1 trượt ra. Tiếp theo là KFB, đâm kim, đan K, xoay kim ra phía sau. Đâm qua mũi này một lần nữa. Vắt len. Đẩy len ra, một mũi tăng thành hai mũi. Tiếp theo là K4. Tiếp tục một mũi KFB nữa. Mũi cuối cùng là K1. Sau khi kết thúc hàng này, chúng ta sẽ có 10 mũi nha. Tiếp tục đan các hàng tiếp theo. Sau khi đan xong 34 hàng, chúng ta sẽ có 12 mũi trên kim nha. Bây giờ mình tiếp tục đan hàng thứ 35. Đầu tiên là K2, đan 2 mũi K. Mũi đầu tiên mình trượt ra nha. Mũi K thứ hai. Tiếp theo là mũi KRL. Mũi này là viết tắt của chữ này nha. Có nghĩa là chúng ta sẽ tăng thêm một mũi về hướng bên phải. Chúng ta sẽ nhìn thử mũi tiếp theo bên kim trái. Ngay phía dưới nó là có nửa mũi bên phải như thế này. Chúng ta sẽ dùng kim phải xỏ qua nửa mũi này, sau đó vắt nó lên kim trái và đan nha. Đây mình sẽ xỏ qua nửa mũi bên này, vắt lên kim trái, sau đó là đâm kim qua mũi này và đan giống như mũi K nha. Chúng ta đã có thêm một mũi nữa, đây là mũi KRL. Tiếp theo đan K8. Một mũi K, hai mũi K,
3 mũi ca. Tiếp theo là mũi KL là viết tắt của chữ này nha. Có nghĩa là chúng ta sẽ tăng thêm một mũi về phía bên trái. Mình sẽ kéo chỗ này một chút xíu cho dễ nhìn nha. Thì đây, mũi bên trái và mũi bên phải có một đoạn len nối ngang qua như thế này, nhìn ngay giữa. Sau đó chúng ta sẽ dùng kim trái móc cái mũi bên phải của nó lên nha, là mũi này. Dùng kim trái móc mũi bên phải này lên. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim phải ra phía sau. Đâm theo hướng như thế này nha. Đâm từ đây qua, sau đó vắt len. Rút ra khỏi kim trái, đây là mũi KLL nha. Tiếp tục đăng K2. Một mũi K, hai mũi K. Trên kim lúc này đã có 14 mũi nha. Chúng ta xoay lại đan hàng tiếp theo, hàng số 36, tất cả đều đan B. Kết thúc hàm 36, chúng ta vẫn có 14 mũi. Xoay qua để đan hàm 37. Trượt mũi đầu. K. Tiếp theo là mũi KRL nha. Chúng ta sẽ nhìn mũi bên kim trái, sau đó dùng kim phải móc nửa mũi ngay phía dưới nó. Cho lên kim trái rồi đan. K10, một mũi, hai mũi, ba mũi. Tiếp theo là KLL, kéo căng hai kim ra, xác định phần len nằm giữa. Sau đó dùng kim trái móc nửa mũi bên phải lên, làm nửa mũi bên này nha. Chúng ta sẽ dùng kim trái đâm qua mũi này, kéo nó lên, xỏ kim phải qua phía sau, vắt len. Đây là mũi KLL, tiếp tục K2. Chúng ta sẽ có 16 mũi nha. Các bạn tiếp tục đan những hàng sau.